lệ của Cụ Tháp Hoa Giang Văn Minh, đời thứ 14. Vâng ạ. Hôm nay rất vinh dự được gặp các vị. Tôi xin bắt đầu câu chuyện nhé. Thế thì bây giờ là có đài loa cô ạ. Nhưng mà ngày xưa là không có đài loa, nên là phải dùng cái mõ cá này để làm hiệu lệnh. Nếu như họp làng là đánh bao nhiêu hồn. Vâng. Đấy, thế chính vì thế mà từng đơn vị một, mỗi một đơn vị là bao nhiêu hồn thì mõ thì người ta gọi. Bây giờ thầy cho loa. Ông ơi, cái mõ cá này được làm bằng chất liệu gì nhỉ ông nhỉ? Tức là bằng gỗ mít. Bằng gỗ mít ạ? Vâng, bằng gỗ mít. Đánh bằng cái dùi cũng bằng gỗ mít. À, hoặc là cái dùi đó phải là bằng lim nữa, nó cứng thì nó mới kêu. Vâng. Nhưng mà cái mõ này tại sao lại kêu được là vì ở cái giếng này. À. Vì có tiếng vang của cái giếng này vang lên. Và cái này là chủ của đứng ở trên này là mõ đầu tiên là đánh một hồi 3 tiếng để họp dân. Thì các xóm nghe thấy là các xóm cũng có đánh một hồi 3 tiếng. Nếu như các bạn mà ra chợ mua ấy thì người ta sẽ sâu vào mang. Chính vì vậy mà các cụ chúng tôi phải sâu vào đuôi, cho trúc xuống, đây mới là sự sống. Ông cho con hỏi thêm chi tiết nữa là ngoài Đường Lâm mình thì còn cái làng nào còn cái mỏ cá này không? Thưa thật là tôi cũng không để ý lắm, tức là chỉ biết là ở Mông Phụ vẫn còn. Vâng, cảm ơn ông nhé.